Hôm nay Magic Line đem đến cho các bạn một dòng bóng LED pha W12 và chúng ta sẽ mở hộp ra. Và bên trong chúng ta sẽ thấy được là hai cái bóng LED H4 và sẽ có hai cái ba lát ở bên cạnh. Thì đặc trưng của dòng W12 đó là cốt sáng cực kỳ gom và có đường cắt H4, có đường cắt và pha. Khi pha lên nó sẽ giữ cốt. Pha giữ cốt là một điều rất là hiếm gặp trên thị trường, có thể nói là độc nhất vô nhị. Và đây là một bóng LED H4 công suất 50W. Bây giờ mình sẽ test cho bạn xem. Ok, let's go. Pha nè. Các bạn thấy không? Pha nó không hề tệ. Đó, đây là cái pha của nó nè. Đó. Cốt. Pha. Cốt pha. Đó. Thì cái con này nó có ưu điểm là gì? Khi nó pha lên các bạn thấy không? Cái phần trước mặt các bạn á là ánh sáng nó vẫn còn. Còn những con đèn khác nó sẽ không có. Bây giờ mình bật cái đèn kia lên cho các bạn coi nha. Bên phải Magic Light, bên trái là sản phẩm Donem. Nè, đây là cốt của nó đúng không? Các bạn nhìn ánh sáng cốt đúng chưa? Rồi cái con đèn của mình lên. Đó, thì cái ánh sáng nó sẽ khác nhau. Cái của mình nó sẽ đậm hơn. Ok chưa? Cái mặt cắt á, nó sẽ rõ hơn rất là nhiều. Rồi lên. Ok chưa? Rồi và chế độ pha cho các bạn thấy cái sự khác biệt khi mà pha nó giữ cốt như bình thường nha. Đây nè, các bạn nhìn thấy cái đèn này bình thường là ở chân nó có ánh sáng đúng không? Khi pha lên nó sẽ mất luôn nè. Đúng chưa? Các bạn thấy có phải thấy cái quả này khi pha lên là trước mặt mất cái chân sáng chưa? Rồi thì cái sản phẩm này khi pha lên Magic Line W12 khi pha lên nó sẽ như thế nào? Các bạn để ý nha, thì cái phần ở trước mặt chúng ta là cái này nè, nó vẫn còn ánh sáng. Nó không nhiều tại vì sao? Nó phải cân đối giữa cốt pha nhưng mà nó vẫn còn ánh sáng ở cái khoảng chân này nè, thấy không? Rồi đưa cái này lên thử nè. Các bạn thấy giờ khác biệt chưa? Cái con này nó cái phần ở đây nó không có tí ánh sáng luôn nè. Đó thì đây là cái sự khác biệt cái H4 của mình với W12 với các H4 khác trên thị trường. Đó, và cái độ sáng của nó các bạn nhìn thấy cũng rất là ổn. Con này thì nó chỉ hơi nhạt nhạt một xíu, hơi nhạt nhòa một xíu. Ok chưa? Đây ngay mình để cái tâm sáng nhất ở đây nè. Và cái sản phẩm Magic Line W12 khác biệt không? Rõ ràng không? Đó các bạn thấy ok nhá. Cái pha này giữa cái pha của thằng một sản phẩm Nonem và một cái sản phẩm là Magic Line W12 thì có sự khác biệt là như vậy. Tức là đây gọi là chế độ là sản phẩm của chúng ta là có pha giữ cốt. Đã pha lên cốt nó vẫn giữ ánh sáng khoảng 15-20%. Thứ hai là đây là bóng H4 thì mới có thôi, còn các chân khác thì bình thường. Các chân khác của mình thì nó sẽ cực kỳ gom, tức là không hề chói, 50W và không hề chói.